Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay một ngày thật là may mắn anh em ạ. Hôm nay mình mang ba chiến binh đi thi. Thì cả ba chiến binh đều thể hiện một lối đánh trái bật luôn ngay từ khi bung áo. Trái đến vòng vào 10 con anh em ạ. Trái rất là sướng. Lối đánh mạng nhạn cho người xem luôn. Hôm nay cả ba chiến binh mình đều đánh mạng nhạn. Và may mắn thì ba chiến binh đều vào chung kết và cả ba đã ăn tròn giải thưởng của ngày hôm nay luôn anh em ạ. Một con thì về nhất, một con về nhì và một con về ba. Và mình cũng có quay lại những khúc video của chiến binh thể hiện trên dàn, mình sẽ up lên đằng cho anh em cùng xem và anh em xem cái phát đánh của nó như thế nào nhé. Mời anh em cùng xem với mình nhé. Chiến binh là mưa là gió với công tung về đồng nai. Phải lưu ý cái mục tiêu của mình, đánh mất tập trung để những điều quá hay như mình mà để lâu không để ý mà các bạn về. Đủ. Chết con môn bài rồi. Ừ nhờ. Đủ. Sướng quá anh em ơi. Tôi quay mà tôi buông tay luôn. Chơi cầu cánh gì ạ? Cầu như cái mạo. Đó, làm đi, bà cho cái con nhỏ cứ ra trong này.
Cuối cùng. Được rồi, coi như ba con làm từ lượt.
và thời gian thi đấu hết giờ. Không, để cho trọng tài chấm coi cái gì con này. Và hai chú chim đồng giải ba. Đầu tiên chú chim 99. Chúng tôi so sánh, dĩ nhiên chú chim 81 là nhất rồi. Chúng tôi so sánh 82 với 83. Con nào nhất nhì chả được. 82 thì thái độ tốt hơn 83. Nhưng 83 thì bọng và hình bộ lại tốt hơn 82. Trọng tài tổng cuộc trọng tài để cho chú chim 82 về giải nhì. 83 thì giải nhì. 82 là chú chim thái độ tốt nhưng mà lại mong thì hay xui và bọng rất là thưa. Cho nên 83 về nhì, 81 nhất, 83 nhì, 99, 82 đồng giải ba.